Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Hưng Audio. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về lô mic, chỉ có 8 bộ cho bác và anh em. Thì cái lô mic này nó về lẫn trong lô mic Bayer vỉ tím của bên em quá nhá. Thì đây nó là một cái dòng mic chất lượng có chế độ tự ngắt. Đấy, và giá cả thì rất hợp lý để cho bác và anh em chơi một bộ mic chuyên nghiệp, chất âm sạch, đấy, sóng ổn định cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em nếu mà biết đến cái dòng mic JDK hay là những cái dòng mic xua xịn thì các bác và anh em biết rồi đúng không ạ? Hay là những cái dòng mic 3G audio đấy, thì nó sử dụng những cái linh kiện rất đỉnh các bác nhá, rất đỉnh. Thì cái mic VIP 98 cộng này thì các bác và anh em để ý cái mền mạch của nó này, như thế này thì các bác và anh em cảm thấy quá ok, quá yên tâm về chất âm rồi đúng không ạ? Quá yên tâm về chất âm. Thì dòng mic này với giá tiền thì em báo luôn, thì bên em bán hàng thì nói nhanh về giá để các bác và anh em xem đỡ mất thời gian các bác nhé. Đấy, giá thì là 1.700.000, bên em bao ship cho bác và anh em. Và đây là thiết kế đằng sau của đầu thu. Đầu thu của nó thì có hai anten cài các bác nhé, hai cọc anten cài. Thì các bác và anh em muốn chế độ sóng ổn định thì bắt buộc các bác và anh em phải lắp dâu vào thì sóng nó sẽ ổn định các bác nhé. Và nó sẽ có hai đường canon để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt này. Và có một đường 6 ly để các bác và anh em chơi đường 6 ly này, nó sẽ ra hai đường mic luôn. Đấy. Và nó sẽ có nguồn điện vào là 12V các bác nhé, 12V. Và chiếc đầu thu này thì nó sẽ có một cái chiếc áp để các bác và anh em khống chế cái vượt ngưỡng tín hiệu đầu vào các bác nhé. Thì nó sẽ có SQ, một bên là trừ và một bên là cộng. Thì cái phần cộng này các bác và anh em quay kịch lên thì nó dành cho các bác và anh em có giọng yếu các bác nhé, có giọng yếu. Còn nếu mà các bác và anh em có giọng khỏe, giọng ổn thì các bác và anh em có thể là quay ngược cái chiếc áp này về phần trừ các bác nhé. Còn không thì các bác và anh em nếu mà muốn hát chung chung thì các bác và anh em cứ để cái chiếc áp này ở giữa, tức là 12 giờ cho em. Đấy, quá kết luôn cho cái miền mạch mic này các bạn, quá kết luôn. Tiếc rằng cái lô mic này nó chỉ có 8 bộ thôi các bác nhá, chỉ có 8 bộ thôi. Nếu mà có lô này mà có nhiều thì quá tuyệt vời. Thì về phần tay mic của nó thì nó là màu vàng cát như này các bác nhá, màu vàng cát thì nó thiết kế giống kiểu Bayer vỉ tím ấy. Nhưng mà về các tính năng của nó thì nó cũng khác Bayer vỉ tím một chút. Về các cách bật chế độ tự ngắt thì tí em sẽ giới thiệu cho bác và anh em sau. Đấy, tay mic của nó màu vàng cát rất đẹp. Thì trên đây thì em đang cắm một bộ mic và em sẽ nói và giới thiệu, hướng dẫn các bác và anh em sử dụng dòng mic không dây. Mã của nó là VIP 98 cộng này các bác nhé. Đấy, dòng này có chế độ tự ngắt này. Thì khi các bác và anh em bật tay mic lên thì trong màn hình tay mic nó sẽ hiển thị cho bác và anh em 3 số và nó sẽ có báo vạch pin cho bác và anh em ở trong tay mic như thế này. Còn các bác và anh em muốn kiểm tra mic của mình bật chế độ tự ngắt hay chưa các bác nhé. Đấy, thì các bác và anh em tắt nguồn tay mic như thế này, tắt nguồn tay mic đi. Rồi các bác và anh em bật lên giữ chặt luôn, bật lên giữ chặt. Khi nào mà nó hiển thị chữ ợp như này là đang tắt chế độ tự ngắt này các bác này. Nếu mà các bác và anh em muốn bật chế độ tự ngắt thì các bác và anh em nhả tay ra, ấn giảm một cái nữa thì nó về on như thế này. Thì nó sẽ bật chế độ tự ngắt các bác nhé. Đấy, khi bật chế độ tự ngắt. Còn bây giờ giữa tay mic và đầu thu nó chưa bắt được nhau các bác nhá, chưa bắt được nhau, chưa nhận tần số sóng của nhau. Thì trên đầu thu nó sẽ có nút set. Đấy. Tức là nút ok hay là nút lấy tần số bằng IR tia hồng ngoại nhanh nhất, và có nút up và nút down để thay đổi tần số sóng. Chẳng hạn trên đầu thu này, trên đầu thu này đang là CH013 thì bây giờ em muốn cho nó là CH016 các bác nhé, 016. Đấy, rồi em bấm vào set. Đấy, thì kênh A nó đang là CH016 và trên tay mic của nó là đang là 186. Thì bây giờ em sẽ reset tần số sóng. Thì nếu mà các bác và em muốn reset thì các bác và em phải để ý này. Trên đầu thu thì mỗi bên nó sẽ có một mắt thần IR. Đấy, đây là mắt thần IR cho kênh A và bên này là mắt thần kênh L IR cho kênh A, à kênh B các bác nhé. Đấy, thì khi các bác và anh em lấy tần số IR thì các bác và anh em bấm vào set này, bấm vào set một lần.
Khi nào cái tia là chạy 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 này, các bác và anh em dơ cái màn hình tay mic vào chỗ mắt thần của kênh nha, để nó tìm tần số cho bác và anh em. Đấy, khi nó nhận tần số thì nó sẽ báo một cái cột sóng lên như này các bác này. Và trên đầu thu nó đang tần số là CH016 và trên tay mic của nó cũng là 016 các bác nhá, thì nó nhận tay mic của nhau. Thì khi nhận tay mic rồi thì nó sẽ báo một cột sóng lên, thì các bác và anh em biết là tay mic với đầu thu nó nhận nhau. Đấy. 12456 bình, 12456 bình, 456 bình, 12. Thế thì các bác và anh em để ý cái tiếng mic nó quá sạch của nó nhá các bác nhá. Tiếng mic của nó quá sạch và nó đều ba giải bát chung chép cho các bác và anh em, rất tuyệt vời. Còn về cái phần tăng giảm âm lượng thì dòng này nó sẽ có chiết áp cho kênh A và chiết áp cho kênh B. Thì khi các bác và anh em muốn tăng hay là giảm âm lượng, các bác và anh em chỉ cần xoay ngược lại là giảm âm lượng. Khi xoay ngược thì trên màn hình nó sẽ nhấp nháy cái von giảm, thì âm lượng nó đang đi xuống này các bác này. Cái thì tiếng mic nó sẽ nhỏ đi. Chẳng hạn đây em để là von âm lượng 18 thì tiếng mic nó sẽ nhỏ đi các bác nhé. 12456 bình linh. 12. Và bây giờ em sẽ cho âm lượng mic lớn lên thì em quay chiết áp này lên. Đấy thì âm lượng nó sẽ lên. Âm lượng này của nó đạt cao nhất là 36 các bác nhé. Đạt cao nhất là 36. Linh 6 bình 12. 456 bình linh. Đấy thì bây giờ tay mic này nó đang ở kênh A, thì bây giờ em muốn reset từ kênh A sang kênh B thì em cũng làm tương tự như cái phần lúc em tìm tần số ấy rồi. Thì bên kênh B nó cũng có nút set và nút up và nút down để thay đổi tần số sóng các bác nhé. Thì trên tần số sóng của kênh B nó đang là CH185, em cho CH186 đi. Đấy, 186. Đấy. Và bây giờ em sẽ reset, bấm vào set. Khi nào IR kênh B nó chạy thì các bác và anh em dơ màn hình tay mic vào mắt thần của kênh B. Đấy. Thì khi tìm xong tần số thì kênh A nó sẽ mất một cột sóng và nó chuyển cột sóng sang kênh B, là tay mic nó đã nhận vào kênh B các bác nhá, vào kênh B. 12456 bình linh. 456. Phải nói là chất âm rất tuyệt vời cho một cái bộ mic với giá tiền là 1.700.000 bao ship. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái dòng mic VIP 98 cộng này thì gọi điện trực tiếp cho em để đặt hàng theo số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972951003. Rồi chân thành cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Các bác xem nếu mà thấy video hay cho em một like và nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Xin chào tạm biệt các bác và anh em nha.